Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Thì cái video này ra thường muốn chia sẻ với các bạn cái event liên quan đến kênh đã chính thức đạt được 100.000 subscribers. Thì trước hết, thường muốn cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ kênh trong suốt cái chặng đường vừa qua. Và trong cái video này thường muốn chia sẻ chủ yếu liên quan tới hai cái event có trị giá lên tới là 1.000 đô la cho những bạn nào mà có hứng thú muốn tham gia. Thì trước hết á, chúng mình sẽ nói tới cái event liên quan tới Facebook. Và thứ nhì là cái event liên quan tới cái video mà Thuận đang làm hiện bây giờ. Thì cũng rất đơn giản mà thôi. Cái event đầu tiên á, Thuận đã chia sẻ trên những mạng xã hội. Thì các bạn có thể lên trên trang Facebook cá nhân của Thuận Capital. Thuận sẽ để cái link ở bên dưới cái video này. Thì cũng đơn giản thôi. Event này đó là tổng giải thưởng là 500 đô. Cái event liên quan tới YouTube, tổng giải thưởng cũng là 500 đô, tổng cộng là 1.000 đô. Thì cái event đầu tiên này là cái event liên quan tới Facebook. Thì cái thể lệ chương trình cũng sẽ rất đơn giản. Mỗi bạn thì chỉ cần tag hai người bạn vào comment phía dưới cùng với cái lời bình luận ngắn gọn. Thuận sẽ quay thưởng ngẫu nhiên và chọn ra 10 bạn may mắn trong cái comment ở cái bài này. Mỗi bạn may mắn sẽ nhận được 50 USDT trực tiếp vào cái ví Tron của các bạn, BTRC20. Thuận sẽ quay thưởng trong video số 1120, nghĩa là khoảng 2 ngày nữa. Thì khi mà các bạn trúng giải đó, khi mà Thuận thông báo trong cái video số 1120 thì các bạn trúng giải, các bạn hãy liên hệ với admin trên Telegram, có nghĩa là Minh Minh. Thì cái link cũng sẽ nằm ở phía dưới video này, các bạn bấm vào các bạn sẽ tìm thấy bài viết này. Hay là các bạn vào trong cái fanpage của Thuận Capital để xác nhận, không inbox vào Facebook cá nhân của Thuận, tại vì có quá nhiều thông tin cho nên Thuận không có thời gian để mà check hết tất cả inbox. Bạn nào mà xác nhận sớm thì nhận được sớm, và sau 7 ngày nếu các bạn trúng thưởng mà không có liên hệ với team thì phần thưởng đó sẽ tự động hủy. Và đương nhiên để tránh các cái vụ lừa đảo đó, các admin trong nhóm Thuận Capital sẽ không bao giờ nhắn tin cho bạn trước. Bạn nhận được tin nhắn thông báo trúng thưởng có nghĩa là đó là lừa đảo. Có nghĩa là bạn khi mà trúng thưởng cần phải liên hệ với lại team Thuận Capital. Thì cái bài viết liên quan đến cái event số 1 này, liên quan đến tương tác của Facebook, sẽ nằm ở link bên dưới. Các bạn bấm vào để tham gia. Bây giờ chúng ta hãy chuyển qua để mà nói tới cái event thứ nhì. Đây là cái event liên quan tới YouTube, cái video này. Thì các bạn muốn tham gia cũng rất đơn giản mà thôi. Cái event này cũng là 500 đô. Đây là cái event thứ nhì. Thì thể lệ chương trình rất đơn giản. Ở bên dưới video này các bạn hãy comment, chia sẻ cảm nghĩ cá nhân của mình về kênh Thuận Capital. Còn cách trúng thưởng đó rất đơn giản. Một comment nhiều like nhất, hay nhất sẽ nhận được 100 đô cũng thưởng tương tự. Đó chính là thưởng qua đồng USDT, qua cái ví Tron TSC20. Và hai comment nhiều like thứ nhì và thứ ba, mỗi comment này nhận được 50 đô la tương tự, đó chính là gửi qua bằng mạng lưới Tron bằng đồng USDT. Và kế tiếp nữa là sau đó Thuận sẽ quay ngẫu nhiên 6 comment bên dưới video này, mỗi comment nhận được 50 đô la. Thì cái thứ nhận giải đó cũng tương tự, các bạn comment dưới video này sẽ quay thưởng ở video số 1120. Bạn mà trúng giải đó thì liên hệ với là admin mình trên kênh Telegram tương tự như là trên Facebook. Cái event số 1 mình thường mới vừa đề cập đến, thì các bạn có thể làm điều đó hay là vào trên fanpage Thuận Capital để xác nhận. Comment box vào Facebook cá nhân một lần nữa, tại vì có quá nhiều bạn inbox vào Facebook cá nhân cho nên thường không thời gian để mà xem tất cả những comment. Thì những bạn nào mà xác nhận sớm thì nhận sớm, giống như thường vừa chia sẻ, sau 7 ngày các bạn không xác nhận thì sẽ không nhận được cái phần thưởng. Và đương nhiên một lần nữa, kênh sẽ không bao giờ nhắn tin cho các bạn trước. Các bạn khi mà nhận được thông tin trúng thưởng, khi bạn xem ở video số 1120 thì các bạn hãy liên hệ admin mình thông qua Telegram, hay là các bạn có thể vào fanpage Thuận Capital để xác nhận. Một lần nữa rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh trong vòng nhiều năm qua. Và khi mà Thuận nhận được cái nút bạc đến từ YouTube, Thuận sẽ chia sẻ một cái video khác liên quan tới những cảm nghĩ cá nhân của mình về chặng đường làm YouTube này. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.